em sẽ gửi tặng mọi người một bài hát, đó là bài bài Honey. Nghe tiếng sóng nắng bên hiên trời đầy, vì mình đến xua tan đêm dài, cho lòng em còn nhớ anh hoài. Anh vì đôi lúc anh hay nhìn nhờ, để cho trái tim em mong chờ, phải làm sao để em mới yêu anh. Đừng giận hờn anh yêu nhé, trái tim sẽ phù với nhau, đợi một ngày tình lên tiếng, khẽ kêu riêng anh là Honey này. Tình hình buôn bán của em giờ này thế nào? Dạ buôn bán vẫn ế đều. Em thắc mắc là tại sao gọi bạn là doanh nhân và bán là bán cái gì ấy? Bán tất cả các mặt hàng. Rồi tại vì em like cái gì là em đội cái đó. Ví dụ bữa đó em like sầm sườn sầm sẻ, em đội sườn sẻ lên đầu. Là gì? Là sườn xám sẻ đúng không? Sườn xám mà sẻ nè. Dạ anh Giang cần mì quán đội đầu không? Quán anh đang ổn định. Bây giờ tụi nó duyên quá là bây giờ giải trí. Bây giờ chọn ai bây giờ? Hai đứa đều duyên rồi sao vậy? Chọn em đi anh, ngoài nhan sắc và em có cái giọng hát của mình nữa. Không. Ca một bài liền. Dạ đây là bài hát mà do một fan hâm mộ viết tặng riêng cho em. Xuất sắc. Dạ em xin trình bày ca khúc được mang tên Anh Dương Lâm Đồng Nai. Này anh mới giới thiệu là một bạn trẻ mà ra hết tóc bạc quá. Ôi bước cao bữa nay nó giống như mặt khắc ma nữ vậy đó. Em có chuyện gì buồn không mà tâm sầu bạch phát vậy em? Dạ không có anh. Cái tóc này á là do em dầm mưa dãi nắng quá cho nên là nó bạc. Đừng nói dối, anh biết lý do. Dạ sao vậy anh? Nhuộm không thành công. Thôi cho dù là màu gì thì chúng ta cũng phải công nhận là Puka càng ngày càng đẹp ra đúng không? Bây giờ vậy nè, em sẽ đẹp hơn nếu em tặng mọi người một câu hát. Dạ rồi, em sẽ gửi tặng mọi người một bài hát, đó là bài bài Honey. Nghe tiếng sóng nắng bên hiên trời đầy, vì mình đến xua tan đêm dài, cho lòng em còn nhớ anh hoài. Anh vì đôi lúc anh hay nhìn nhờ, để cho trái tim em mong chờ, phải làm sao để em mới yêu anh. Đừng giận hờn anh yêu nhé, trái tim sẽ phù với nhau, đợi một ngày tình lên tiếng, khẽ kêu riêng anh là Honey này. Chị Hồ Quỳnh Hương không thích điều này. Thật ra cái phần vừa rồi là vũ đạo về, giống như đập về đó em. Nghe vẻ, nghe về hát dở đó em. Chúng ta mời Puka đến đây không phải để hát, mà là để Puka nhận xét và phân tích người nào hát hay và người nào hát dở. Em rất là tự tin vì niềm đam mê âm nhạc luôn cháy bỏng trong em. Anh thấy điều đó. Em nhìn cái khẩu hình thôi là em biết ai hát hay ai hát dở. Và em cũng tin là mình sẽ có cùng tần số với những người hát giống như em. À đó, đó là cái điều mà chương trình mong muốn khi mà họ mời em đến đây. Còn cái vị khách mời thứ hai mà Đại Nghĩa nói hồi nãy á, một doanh nhân trẻ thành đạt, không ai khác hơn đó chính là Lê Dương Bảo Lâm. Ôi các bạn bên trái ơi, các bạn bên phải ơi, các bạn trên lầu ơi, cảm ơn mọi người. Ủa gì vậy, giận trong trường hả? Không phải, Lâm xuất hiện ở đâu thì cũng có cái bài y chang vậy trơn đó. Lẽ ra còn cái khúc sau nữa đó thành các bạn bên trái ơi, các bạn bên phải ơi, trên lầu ơi, dưới nhà xe ơi, hai tay giơ lên nào đó. Dạ, lời nói đầu tiên cho doanh nhân thành đạt cũng như là vận động viên cự tạ gửi đến tất cả mọi người là sức khỏe trọn trọng nhất à. Kể nghe xem tình hình buôn bán của em giờ này thế nào? Dạ buôn bán vẫn ế đều. Em thắc mắc là tại sao gọi bạn là doanh nhân và bán là bán cái gì ấy? Bán tất cả các mặt hàng. Rồi tại vì em like cái gì là em đội cái đó. Ví dụ bữa đó em like sầm sườn sầm sẻ, em đội sườn sẻ lên đầu. Là gì? Là sườn xám sẻ đúng không? Sườn xám mà sẻ nè. Dạ anh Giang cần mì quán đội đầu không? Quán anh đang ổn định. Bây giờ tụi nó duyên quá là bây giờ giải trí. Bây giờ chọn ai bây giờ? Hai đứa đều duyên rồi sao vậy? Chọn em đi anh, ngoài nhan sắc và em có cái giọng hát của mình nữa. Không. Ca một bài liền. Dạ đây là bài hát mà do một fan hâm mộ viết tặng riêng cho em. Xuất sắc. Dạ em xin trình bày ca khúc được mang tên Anh Dương Lâm Đồng Nai. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài,
diễn hài không vui nên về đây đi băng lại chim. Em ơi, nó nghe nè, không có khán giả nào mà sáng tác một cái bài mà nó kỳ cục với tên trời á. Em tự sáng tác, em viết giờ em nói đại đi em ơi. Em vô điệp khúc. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời căng thêm sướng vui. Chàng trai này nhà ở làng bên, ba má nó sớm hôm tạo tần. Mà giờ đây Dương Lâm thật đẹp trai. Khoan, khoan em quá trời. Nguyên một cái tỉnh Đồng Nai lên đây là cổ vũ cho em phải không? Dạ. Em ở cách nhà Dương Lâm 9 phút đồng hồ. Dạ. Bây giờ không dám về đó ở nữa. Mỗi lần về phải đi ngang qua để kể cho nghe. Về bán cà phê. Bán cà phê. Là lấy cái hình của ổng. Lấy cái hình để lên bán cà phê. Đó, sau để xong là giờ dẹp rồi. Dạ, ban đầu là mẹ em cứ bán bình thường thôi, bán khách vãng lai thôi, mà cũng khách cũng lai rai. Đó, từ ngày cái em đăng quang này nọ cái mới trụi. Con tôi trụi dữ trội. Rồi cái rửa nguyên tấm hình chà bá lửa anh. Quán Bảo Lâm kính mời nè. Mà đứng vậy luôn hả? Đúng rồi, vậy luôn nè. Hay quá ha, giống như cái đèn thần. Cầm ai vô. Hồi xưa đó, người ta còn biết là khách vãng lai. Ở lâu lâu ta không biết nhà ai ta ghé đúng không? Nhiều khi nhìn đứng cái tướng này sẽ ghét không vô. Mà bình thường là mẹ má nước mía nữa. Mà nghệ sĩ người ta kỵ nước mía. Đúng rồi. Đó là từ khi mà mở nước mía là em không có show luôn anh Thành. Từ đó mới chuyển qua bán hàng trên mạng đó. Anh Nghĩa, mấy giờ dẹp đừng hát hò nữa mà kêu nó ngồi talk show đi. Mình ngồi chắc chuyện nhau nghe. Ngồi nói chuyện thôi. Ngồi nói chuyện thôi. Ca sĩ đừng cho ra nữa, cho ngồi đọc luôn à. Thôi, tội nghiệp người ta. Buka, em nghĩ dạ. Sao? Em muốn về với ai? Dạ, ai em cũng muốn hết trơn á. Em nói từ trái tim của em đi. Dạ, thật lòng trái tim em. Em muốn anh nào? Anh Trường Giang, anh Trấn Thành hay muốn về với anh Diệp Tiên? Anh hỏi câu hỏi khó quá à. Không lẽ giờ em ra em lấy xe em chạy về nhà chứ. Rồi thôi Dương Lâm nói đi em muốn về ai nè? Dạ em ai cũng được, về anh càng thích hơn. Rồi sao hai đứa này nó bình bông nảy chuối ghê luôn vậy đó. Bây giờ anh quy định luôn, Puka về với Trấn Thành, Dương Lâm về với Trường Giang. Trang Pháp. Trời ơi, hai đứa xàm vừa xuống hai đứa đẹp lên liền. Rồi sao bữa nay hai em sống nổi với bốn con người dưới kia? Em đang hoang mang lắm nè người. Trang Pháp, em chắc em đã xem qua chương trình này rồi đúng không? Đã có. Em hiểu cái cách chơi ở đây đúng không? Rất hâm mộ chương trình. Hôm nay khi em đến đây em gặp những nhân vật này em có thất vọng không? Trời đất ơi, anh Nghĩa nói là cho mình là u nhọt của xã hội vậy. Em làm sao vậy? Em làm sao vậy? Tại vì nhiều khi coi qua màn hình nó khác, em giờ gặp thực tế thấy mấy anh chị đây chà lết quá luôn. Chúng ta cùng màu xanh nước biển mà. Em lên livestream bây giờ tố anh Nghĩa là nói xấu nghệ sĩ đồng nghiệp đi nghe anh. Mọi người ơi, vô coi Đại Nghĩa chà lết, mọi người ơi, chà đạp nghệ sĩ. Đó, cái nết đó đó, cái tông giọng đó là bán hàng mỗi ngày đó. Vậy mới vừa với anh à. Anh nói khen ngợi người ta đi giật cái anh quay quanh anh hất hủi đâu. Không phải, tại vì thấy hai cái hình ảnh này nó chênh lệch nha quá luôn. Còn em xấu lắm hả? Không phải xấu. Đó, thấy cái nết rồi thấy ghê không, phải dữ dằn không? Thấy không? Nè, trai đẹp nè, gái xinh nè, thấy không? Ta dịu dàng, ta thùy mị kiểu đó chứ. Bé này càng ngày càng đẹp luôn á. Ngày hôm nay thì lúc mà bước lên trên này thì cái đầu tiên đập vào mắt em là hôm nay mình tông đen trắng hết cả dàn luôn. Đúng không anh? Không, anh xanh em ơi, anh xanh. Không, em không nói đến anh, em nói mọi người còn lại. Đời có vay có trả. Trời ơi, y như một cái giật nước. Tức là ba người ở đây rất là hợp, em và anh Mai Tiến Dũng mà ngồi vào chỗ nào nó cũng hợp luôn á. À thế à, thế còn Dũng thì sao em? Em không biết nói gì hết. Tại vì em lần đầu tiên được tham gia một chương trình vui nhộn như thế này. Gặp các anh chị sợ bị chặt thôi chứ, tại em ít nói. Mai Tiến Dũng làm mê nó lắm á, nó hát hay lắm á. Nhảy đẹp. Nhảy đẹp. Có vẻ em hợp anh Lâm hả? À, tập gym rồi. Làm như hai đứa nó bắt được tầng sống của nhau hay sao? Mình phải để cho Trang Pháp ưu tiên phụ nữ trước. Em muốn mời về, em muốn về đội nào trước nè? Em rất là khó chọn. Tại vì hôm nay em để ý về quần áo của mọi người rất nhiều. Em ngồi dưới kia em viết được một bài hát về quần áo. Hay quá. Hát liền được không em? Hát được không anh? Hát liền đi em. Ca nhạc sĩ có hát liền hả? Hát tới đâu mọi người đứng lên tới đấy. Ok, đứng lên luôn. Sai quá. Anh Trấn Thành hôm nay mặc áo màu đen. Anh Trường Giang hôm nay mặc áo màu trắng.
Người này màu đen sao người kia lại mặc màu trắng, người này màu trắng sao người kia lại mặc màu đen. Xin hết à. Ủa em ơi, cái bài này nó cũng có hồi kết nha.